Bây giờ cái vụ án này làm sao đây? Trời ơi, nhức đầu quá. Đem thuốc cái tay nào lên. Dạ, dạ, bao đại nhân. Bẩm bao đại nhân, bây giờ chúng ta đang xử án thì làm sao mà đi nấu thuốc kịp đây hả? Thì giờ sao đây? À, Hạ Quang có mua được tiên đan xâm quan giả từ công ty S365. Có công hiệu không? Trời ơi, Hạ Quang cùng với hai thằng Trương Long Mã Hán đã sử dụng rất là nhiều lần rồi đại nhân. Bởi vì Hạ Quang đứng đây cả buổi với đại nhân. Đại nhân thấy không, đứng cả buổi mà có buông một lời than vãn nào đâu. Đúng vậy. Nhân xâm hoang dã của công ty S365, chuyên gia sưu tầm những sản phẩm ở bên nước Đại Hàn, sản phẩm tốt nhất, nhân xâm của Ngọc Hồ tốt nhất. Thôi được rồi, để ta thử một viên coi. Dạ đây. Hay quá, hay thần dược nhân sâm quan giả quá hay, uống vô ấm cả lòng, khỏe hẳn ra, hay quá. Đúng vậy, muốn mua nhân sâm thượng hạng thì phải đến Ngọc Hồ công ty S365.